truy bắt 3 người trong nhóm vỡ nợ làm liều, xông vào tiệm vàng ở Bình Dương. Ngày 10 tháng 3, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 3 người liên quan vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại huyện Bầu Bàng. Trong đó có 2 người trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng và 1 người giúp sức tiêu thụ số vàng bị cướp. Bước đầu, các nghi phạm bị bắt giữ khai tham gia các hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội và cùng nhau bàn bạc đi cướp tiệm vàng. Nguyễn Linh Đoan, 30 tuổi, quê Quảng Nam, bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trần Quang Triệu, 31 tuổi, quê tỉnh Bình Định, là đồng phạm cướp tiệm vàng sau khi lẩn trốn đã tới cơ quan công an đầu thú. Nguyễn Văn Thịnh, 29 tuổi, quê Bà Rịa Vũng Tàu, là người giúp sức cho Đoan tiêu thụ số vàng cướp được cũng bị bắt giữ. Theo cơ quan công an, 3 người bị bắt giữ đã giao nộp số lượng lớn tang vật chiếm đoạt được từ vụ cướp tiệm vàng. Công an đã xác định danh tính 2 người còn lại trong số 4 người trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng và tiếp tục truy bắt. Cơ quan công an yêu cầu 2 người này sớm ra đầu thú để hưởng được khoan hồng của pháp luật. Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.